Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc xe gọi là đời cao, nhưng mà giá lại vô cùng rẻ các bác ạ. Rẻ hơn hẳn tầm khoảng 2 đến 3 đời so với cái dòng này. Và đây là một chiếc xe mà gọi là nồi đồng cối đá quốc dân nhé các bác nhá. Một chiếc xe Toyota Innova đời 2014. Xe chạy được 9 năm. Vâng, đầy đủ ABS, đầy đủ điều hòa 3 vùng. Và xe thì thiếu mỗi cái màn hình nữa thôi. Nếu các bác thích thì có thể lắp một cái màn hình tầm khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi là vô cùng hợp lý rồi. Chiếc xe thì còn đẹp, sơn xi tôn vỏ thì ngon, mà giá tiền thì vô cùng hợp lý. Nên là bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp và nhanh tay ring ngay em này về. Đời 2014 em đang bán cái giá là 239 triệu đồng. Một mức giá vô cùng tuyệt vời nhá. Nên là các bác yêu thích thì mời các bác qua xem xe. Dàn lốp của xe là còn mới đấy, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng bình thường. Và đặc biệt là máy của xe là còn zin. Động cơ máy 2.0 1TR và máy là còn zin. Nên là các bác yên tâm là đi thì không cần phải bàn cãi. Vâng, một chiếc xe mà máy còn zin thì chắc chắn là điểm cộng rồi. Tuy nhiên là em này, em bán cái giá nó chỉ có 239 triệu đồng thôi, không hề cao một chút nào các bác nhá. Vâng, rất là hợp lý luôn. Đèn đóm đầy đủ, dàn lốp thì đúng là điểm cộng. Toàn bộ 4 quả lốp thì như mới tinh luôn. Lốp 2022 với 2021 còn rất là mới luôn đấy các bác nhá. Về là các bác không phải làm gì. Sắt xi gầm bệ của xe thì còn đẹp. Và form dáng của xe thì tương đối là ok. Em này thì thiếu một cái giá nóc và thiếu một cái đuôi gió nữa là điểm cộng hẳn luôn cho chiếc xe. Với cái màn hình nữa, đúng là ba cái điểm trừ của chiếc xe này rồi. Thế nhưng mà em mua xe cũ thì bác chủ bác cái đi, bác cái để có thế thôi, thì em mua vậy bán vậy thôi. Vâng, còn các bác về cái thích độ lên thì các bác thêm một chút tiền nữa là ok nhá. Xe thì được cái là máy zin, đấy, keo chỉ cánh các thứ của xe là còn ok. Và xe thì cam kết đảm bảo cho bác là không có đâm đụng, đấy, không đâm đụng này. Và không ngập nước, đấy, không phạt nguội, đấy, rất rõ ràng. Cái này thì bên em đã kiểm tra rồi nhá. Và xe thì em để nguyên biển đấy, 36A53311, các bác có thể là check kiểm tra hộ em xem là xe có không, vì là em cũng chỉ check thêm các cái nền tảng đơn giản thôi. Còn nếu mà các bác phát hiện ra thì hãy thông tin cho em ngay để em có thể là kiểm soát được hơn nữa chất lượng của xe để bán cho người tiêu dùng thực sự là những chiếc xe ok. Một chiếc xe form mới 2014 còn rất là luột nà, chất xe còn cứng cáp luôn, tôn vỏ cabo của xe thì mỏng như tờ giấy polia. Đấy, các bác nghe tiếng tôn thì các bác biết là mỏng như tờ giấy polia rồi. Còn đèn thì đây là một chiếc xe mà hệ thống đèn là chưa có độ, vẫn còn nguyên đèn halogen. Tuy nhiên là đèn của xe này hơi cũ vì đây là một chiếc xe chạy được 17 vạn rồi. Nhưng mà với cái tầm đời 24, 9 năm chạy 17 vạn thì thực sự nó chỉ hơn gọi là gia đình một chút chút, gọi là gia đình đi nhiều thôi. Còn về tổng thể thì đây là một chiếc xe tương đối là cứng. Đấy, đã có tem VATC đầy đủ nhá. Và đèn gầm dưới của xe thì vẫn còn sáng láng. Đấy, nét căng luôn này. Đấy, cản hai bên của xe là đồng sơn đều. Và xe là không có lỗi lầm nhá. Đấy, các bác nhìn nhựa cản phía đằng trước này. Đấy, nan cản còn nguyên. Và cam kết đảm bảo là không có đâm đụng và va quẹt. Nói chung là chất xe thì em này được cái là cứng. Và em có một lời khuyên là nếu các bác mua cái này về, các bác hãy dán tem độ độ màu bạc ấy ạ. Thì cái này nó rất là sáng và nhìn nó rất là sang. Chứ để màu đen này thì thực sự là hơi bị tối một chút. Cái này thì là điểm trừ cho cái form này. Nhưng mà thực sự là cái form này cũng là một cái form rất là đáng yêu. Nói chung là có hơn 200 triệu các bác ạ. Giá rẻ bằng một chiếc xe đời 2011 thời điểm bây giờ bản G. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe 2014 luôn các bác nhá, mà giá nó chỉ có 239 triệu đồng thôi. Thực sự là một cái mức giá mà nhiều lúc mua xe đợt này gọi là giá mới rẻ giật mình luôn các bác ạ. Rất là hợp lý với mọi nhà. Và em này thì đăng kiểm đến tận 2024 cơ. Tôn vỏ thì dày chắc chắn luôn hai bên. Và dàn lốp của xe thì toàn bộ là sử dụng dàn lốp 2022, 2021. Đấy, còn như mới tinh luôn này các bác ơi. Đấy, lốp còn dày như mới luôn, lốp Ecopure. Và cái lốp này cũng đang sử dụng là lốp 195-70 la răng 14 toàn bộ trên tất cả các cánh nhá. Em này thì đây các bác nhìn cua lốp của nó này. À, cua lốp này. Đấy, điểm cộng toàn bộ cua lốp là không có mục mọt. Đấy, còn nguyên luôn, không hề mục mọt tí nào. Sắt gầm của xe đấy các bác nhìn, sắt xi gầm nó còn đẹp như thế kia mà. Đấy, bóng sáng và không bị han mục nhá. Đấy, tôn cánh đẹp. Và con này thì thiếu cái xi nhan tích hợp tay gương. Nhưng mà thôi, điểm này thì là cái bình thường của xe rồi, không vấn đề gì. Nhưng mà được cái gương hậu hơi to. Đấy, tôn này. Toàn bộ cánh của xe nhá thì được dán chống ồn, nên là tôn cánh nó rất là dày, độ chống ồn tốt. Đấy, chống ồn tốt luôn.
và keo chỉ cánh thì các bác yên tâm. Đấy, keo chỉ này. Đấy, các bác bấm keo chỉ này. Đấy, chỉ keo cánh này là của nó vẫn còn ngon luôn nhá. Đấy, xe còn ngon và chất còn cứng, tappy đẹp. Phần tappy cánh này này. Đấy, tappy cánh đây. Đây là chính là cái phần tappy zin của xe. Thế nhưng mà ghế của xe thì đã được bọc lại rồi và bọc ghế hai màu. Ghế hai màu là nâu kem nhá. Cái màu này rất là đẹp và nó khỏe khoắn, trẻ trung, đi ngồi cũng rất là thoải mái và da là da cao cấp. Đời 2014, đây các bác nhìn rất rõ này, 2014 sản xuất tại Việt Nam. Toyota Innova, đấy, sản xuất tại Vĩnh Phúc Việt Nam mình nhá. Và xe thì toàn bộ bản lề của xe đây. Đấy, hơi luôm nhuôm theo thời gian một chút nhưng mà được cái là chất nó vẫn còn ok, cứng. Và tappy xe đây. Đấy, tappy thì cái chỗ này là sử dụng cũng nhiều nhưng mà được cái là tappy các thứ là ok. Kính lên xuống nhẹ nhàng và mượt mà luôn. Phần vô lăng chiếc xe thì đây là một chiếc xe chạy 17 vạn. Lên là vô lăng của xe đây các bác nhìn này. Các cái nhựa vô lăng thì nó cũng đã hơi cũ theo thời gian một chút. Nhưng cái này điểm cộng không vấn đề gì. Đấy. Mặt tablo này, vô lăng có túi khí an toàn và cái này em kiểm tra rồi nhá. Túi khí đầy đủ còn nguyên. Quải to phết các bác ạ. Vâng. Mặt tablo xe là không có khoan đục. Đấy, còn nguyên luôn. Kể cả túi khí bên này là cũng có nguyên nhá, vẫn còn nguyên luôn. Đấy, kiểm tra như thế nào thì đây. Nãy em kiểm tra em mở này ra. Em kéo cái này xuống. Ui giời. Cái này nó hơi chật. Đấy, kéo cái này xuống thì đây, túi khí nó còn nguyên đây này. Đấy, cái vàng vàng ấy. Đấy, cái phần vàng vàng và trên cái phần có QR code này. Đấy là nó còn nguyên nhá. Cái đây là kiểm tra rồi. Đây là các bác yên tâm nhá. Đấy, túi khí là còn nguyên. Nhiều bác kiểm tra xe còn chả biết là kiểm tra túi khí, toàn nhìn bằng đèn thôi. Em này thì điểm trừ đó là đầu thì vẫn là đầu nguyên bản, chưa có độ, không có màn hình. Đấy, điều hòa thì điều hòa cơ. Cái này thì em đang tắt máy này nè, sao không bật điều hòa. Nhưng mà điều hòa con này thì lạnh buốt luôn, đảm bảo cho bác luôn. Đấy, thế còn cần số này, còn rất rõ nét luôn nhá. Không bị mòn, không bị lì. Đấy, còn nguyên rồi, rất rõ nét, số má rõ ràng, nhìn thẳng căng luôn. Và cổng sạc của xe thì dưới có luôn. Đấy, cổng sạc có luôn này. Đấy, nói chung là điểm cộng thì chả chê cái gì, rất nhiều. Còn điểm trừ đúng chỉ có ba cái. Đấy, ba cái đó là màn hình. Đấy, màn hình này, giá nóc và đuôi gió. Đấy là ba cái điểm trừ của chiếc xe. Nhưng với cái điểm trừ này thì không đáng kể. Và nói thật các bác chứ option nó có thế rồi thì mình phải đầu tư thêm chứ. Vâng, chỉ có 239 triệu đồng thì chắc chắn là phải đầu tư thêm rồi. Đấy, kính lên xuống này. Ui, nhanh vãi. Con này kính lên rất là nhanh, xuống rất là nhanh. Nói chung là tốc độ lên xuống kính nó khẳng định cho là một chiếc xe đi ít hay đi nhiều đấy các bác ạ. Vâng. Đấy, lên xuống kính là ok. Và phần ghế, hàng ghế thứ hai đây các bác nhìn này. Rộng này, tiện này. Đấy, da sạch sẽ này, đẹp này, căng này và không có lỗi lầm. Đấy, hàng ghế thứ hai đây. Vẫn còn căng nét luôn nhá. Hàng ghế, toàn bộ hàng ghế phía đằng sau và sàn đây, sàn của xe này còn ngon nguyên. Đấy. 2014. Và chiếc xe này thì em Vũ Duy Ô Tô đang bán với mức giá là các bác biết không? Vâng, chỉ có 239 triệu đồng thôi. 239 triệu đồng mà lại có ngay được một chiếc xe còn cứng nét như thế này. Thế thì tội gì không mua các bác. Cua lỏng lốp này, cua lốp này còn nguyên này. Đấy, toàn bộ sắt xi của xe này còn cứng luôn này. Đấy, và hai bên cua. Đấy, còn lốp thì không bàn rồi. Lốp thì toàn bộ dàn lốp mới tinh như này đây. Dày luôn. Và cái lốp này cũng đều là lốp 2020-2021. Đấy, lốp 195-70 la răng 14 chuyên dùng cho cái dòng Innova. Đèn hậu này, đây các bác nhìn đèn hậu nhá, trong và không có ố mốc tí nào. Đấy, đèn hậu nó còn nguyên và không có ố mốc. Hai bên đèn đây, đấy, căng nét luôn. Đấy, hai bên đèn căng nét này. Và toàn bộ cản phía đằng sau của xe thì có 4 cái mắt cảm biến lùi để tăng cái khả năng đảm bảo cho các bác là không bị lu phần hậu. Đấy, cứ có cái này thì rất là yên tâm. Chuẩn bị lu cái nó báo tít 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 tít, thế là ok rồi. Biển số đằng sau đây, đấy, còn nguyên. Và xe thì đăng ký lại năm 2020. Đấy, đến bây giờ mà xe biển số nó vẫn còn rõ ràng như vậy. Mở cái này ra xem nào. Ui trời, cái này hơi chặt các bác ạ. Cái này thì bên em đã kiểm tra rồi, tháo ra rồi. Nhưng mà hơi chặt thôi, chứ còn đâu là những cái mép này đã kiểm tra là không có bị mốc meo, không có bị han mục nhá. Nói chung là về phần hậu thì tương đối là cứng. Đấy, toàn bộ các cái phần ốc này, các bác nhìn này, ốc bản lề đây còn nguyên luôn. Đấy, và hàng ghế này thì em đang treo lên nhá, treo lên để cho các bác có một cái khoảng không gian phía đằng sau và rất là rộng và tiện luôn. Cái này ghế này là nó thiết kế gập này, đây gập này, đấy, nó còn gọn hơn nữa.
Đấy. Úi giời, ấn hơi nặng. Đấy, còn nguyên luôn. Đấy, và cái chỗ này các bác có thể để chứa được rất nhiều đồ. Đặc biệt các bác nào mà mua một chiếc xe 5 cộng 2 thì khẳng định các bác không bao giờ rộng được như thế này. Đây là dòng 7 chỗ, 8 chỗ. Vâng, đăng ký là 8 chỗ ngồi đấy. Đấy, đồ nghe kích lốp này hay là tháo mở của xe là còn nguyên. Và xe là dán chống ồn hết đây nhá. Dán chống ồn từ sàn cho đến cánh, nên là em này đi rất là êm và chắc luôn. Đấy, phần trần đây các bác nhìn này. Phần trần đây này. Đấy. Trần làm rất là đẹp luôn. Điều hòa 3 vùng. Đấy, 2 vùng 3 cửa gió. Đấy, còn nguyên đấy nhá. Và đây là hàng cửa gió điều hòa vùng sau, còn vùng trước là ở ngay mặt táp lô đấy ạ. Đấy. Nói chung là về chất xe thì đấy các bác nhìn là biết ngay. Đấy, chất xe đấy ạ. Vâng, 2014 mà giá nó chỉ có 239 triệu đồng thôi. À, 239 thực sự là một mức giá rất là hợp lý cho mọi nhà. Và cái tầm tiền như thế này thì các bác cũng nếu bình thường thì cũng chỉ mua được đời 21, 20 thôi, chứ không thể mua được đến đời 24 như chiếc xe này. Đấy, và em này thì máy nó còn zin nữa cơ. Thế nó mới sướng chứ. Vâng, xe Nhật máy zin mà xe còn cứng. Toàn điểm cộng thôi, còn điểm trừ thì không nói rồi. Đấy, lốp này. Rồi sắt xi này, các bác nhìn toàn bộ dàn sắt xi cũng như là cua lốp của xe này. Đấy, nó còn không có mọt mục một tí nào luôn rồi. Đấy. Còn nét căng như này mà. Vâng. 2014 đúng không bác nhá. Vâng, em nhắc lại 2014 chứ không phải là 2013 hay là 2012. Đấy, cánh như này. Còn đẹp. Đấy, kính lên xuống rất là nhanh chóng luôn. Đấy. Hệ thống kính của con xe này thì phải nói thực sự là xe đi ít nên là đâm ra là kính lên xuống rất là nhanh. Bản lề ốc gác thì thôi, theo thời gian 5 tháng thì ví dụ như cái này thì người ta trả động, như những cái này này nó bị mất cái những cái lớp mạ nên là nó hơi han một chút thì cái này bình thường. Chủ yếu là chất nội thất và máy gầm. Đấy. Bây giờ thì em sẽ ra khoang máy và ta sẽ cùng xem là chiếc xe này máy số nó như thế nào nhá. Động cơ của em này là động cơ máy 1TR. Đấy, 1TR. Đấy, đây em sẽ chống capo đây. Đấy. Máy nổ rồi đấy các bác ạ. Vâng. Động cơ máy 1TR nhá. Máy này là máy zin, máy còn zin nguyên này. Chưa có tháo mở. Đấy, máy còn zin nguyên đấy các bác nhá. 2014 máy còn zin và đấy, êm thin thít luôn. Đấy, không hề lỗi lầm. Đấy, không có hơi thừa hơi khói luôn này. Đấy, không có hơi khói, không có hơi thừa. Không dầu mỡ bắn lên. Xe rất là chất và cứng luôn. Đấy, và chiếc xe này thì vô cùng hợp lý với cái giá tiền. Cho nên là bác nào mà yêu thích một cái dòng Innova 24, muốn mua một chiếc xe mà giá hợp lý thì alo em. Đây, cùng ABS cho xe. Đấy, còn nguyên luôn nhá. Đấy, bơm ABS đầy đủ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vách hai bên của xe là còn nguyên luôn này. Và bộ vách này, hay là đầu tằng trước này. Và bộ tai đèn hai bên. Đấy, của xe là còn cứng luôn. Em này thì nói chung là cũ theo thời gian nhưng mà chất thì theo năm tháng. Quá chất luôn. Vâng, giá thì vô cùng hợp lý các bác nhá. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. Nghe thì cứ tưởng phải hơn 300. Thực sự là đời này thì có thể giá hơn 300 thật. Nhà em 2015 mà đang bán cái giá là 356 triệu đồng. Đấy, còn đây 24 nhá, nhưng mà giá thì chỉ có 239 triệu đồng thôi. Đấy, nhiều lúc phải nói là thực sự là mua được những chiếc xe này giá rẻ nên em sẽ bán rẻ cho các bác luôn. Đấy, vô cùng hợp lý với cái tầm tiền và hợp lý với mọi gia đình. Đấy, xe thì còn cứng nét và không có lỗi lầm. Đấy, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Vâng, và các bác nào mà yêu cái dòng Innova, muốn mua một chiếc xe vừa hợp lý túi tiền, vừa rẻ vừa ngon thì alo cho em nhá. Em này thì được cái gầm của nó còn sáng luôn cơ. Đây các bác nhìn này, ba bô lê gầm này. Hay là gầm trong này còn sáng luôn chứ không hề có đâm va nhá. Không hề có đâm va. Đấy, không hề có han mục. Đấy, còn nguyên luôn. Gầm hay là cổ bô nó còn nguyên như này đây. Đấy, các bác nhìn đây. Chất gầm còn đẹp nhá. Và xe thì còn vô cùng hợp lý với cái tầm tiền như vậy. Đấy. Một chiếc xe Toyota Innova 24 và em đang bán cái giá là chỉ có 239 triệu. Nếu bác nào mà thích thì mời các bác qua cửa hàng ring ngay em này về nhá. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền tại em Vũ Duy Auto. Xin trân trọng cảm ơn. Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe khù khoằm lằng nhằng giá rẻ. Xin trân trọng cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.